Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng về cầu thủ Quang Hải đang thi đấu tại Pau FC Pháp. Người hâm mộ Việt Nam choáng khi báo Pháp nói lời cay đắng với Quang Hải tại Pau FC. Tờ La Brèche des Pyrénées của Pháp thừa nhận có thời điểm Quang Hải rất được kỳ vọng ở Pau FC. Nhưng mà hiện tại hiệu ứng của ngôi sao này đã giảm đi đáng kể, gây lo ngại ở Việt Nam. Trong bài báo xuất bản hôm 7 tháng 9, theo giờ châu Âu, tờ La République des Pyrénées của Pháp viết, tình trạng của Quang Hải lúc này tạo ra sự lo lắng ở Việt Nam. Hơn 2 tháng sau khi đầu quân cho Pau FC, Nguyễn Quang Hải, người có biệt danh là Messi Việt Nam, chấp nhận tình cảnh thời lượng được thi đấu của mình giảm dần theo từng vòng đấu. Tình trạng đó của Quang Hải bắt đầu tạo ra sự lo lắng ở Việt Nam. Tờ La République des Pyrénées nhận định, tờ báo trên thẳng thắn chỉ ra có thời điểm Quang Hải nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi gia nhập Pau FC, tạo ra sức hút rất lớn ở đội bóng đang chơi ở giải Ligue 2, giải hạng nhì của nước Pháp. Nhưng chuỗi trận không thành công của Pau FC từ đầu mùa giải đến giờ khiến cho niềm tin của huấn luyện viên Didier Thaulot dành cho Quang Hải giảm đi đáng kể. Tờ báo trên cũng chia sẻ, sự xuất hiện của Quang Hải ở vùng Bern từng gây ra sự chấn động. Hàng loạt người hâm mộ đổ xô theo dõi fanpage của Pau FC, với số lượng người đăng ký tăng vọt từ 30.000 lên con số 400.000 chỉ trong mùa hè vừa rồi. Nhưng hơn 2 tháng sau, sự quan tâm dành cho Nguyễn Quang Hải giảm dần theo từng trận đấu mà anh ngồi dự bị nhiều hơn là được ra sân. Sau 7 vòng đấu thuộc Ligue 2, Quang Hải chỉ được đá chính 2 lần với tổng cộng là 210 phút thi đấu trên sân. Tờ La République des Pyrénées viết, điều đáng lo là ở chỗ phong độ sa sút của Quang Hải lại gần với thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung, ra soát đội hình để hướng về AFF Cup 2022. Thực tế này có thể khiến cho suất thi đấu chính thức của Quang Hải ở đội tuyển bị ảnh hưởng. Đồng thời cơ hội đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ Thái Lan là giảm sút. Nếu Quang Hải không thể hiện phong độ tốt nhất của mình tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm nay, tờ La République des Pyrénées bình luận, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi ngày Quang Hải quay lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Đấy sẽ là cơ hội để Quang Hải tìm lại sự tự tin, làm bàn đạp cho việc tìm kiếm phong độ tốt hơn tại Pau FC. Những gì từng xảy ra với Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen Hà Lan và Nguyễn Công Phượng tại Sint-Truidense, Bỉ khiến mọi người sợ thất bại như thế lặp lại trong trường hợp của Quang Hải. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Quang Hải lẽ nào đã chọn nhầm câu lạc bộ. Tờ La République des Pyrénées nhấn mạnh, góc nhìn của tờ báo nước Pháp cho rằng Quang Hải cần có sự kiên nhẫn bởi không có thành quả nào không đến từ sự kiên nhẫn. Quang Hải vẫn là cầu thủ vô danh ở môi trường bóng đá châu Âu. Điều đó có nghĩa là không ai đòi hỏi anh phải hòa nhập ngay với môi trường mới. Anh ấy có thể bình tĩnh thực hiện việc này. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể bất ngờ được trở lại đội hình thi đấu của Pau FC ở trận đấu sắp tới khi mà câu lạc bộ chủ quản đón tin dữ về nhân sự. Cuối tuần này Pau FC sẽ làm khách trước Lavan ở vòng 8 Ligue 2 với mục tiêu giành thắng lợi đầu tiên ở mùa giải. Sau chuỗi 7 trận chỉ toàn hòa và thua, ở trận đấu tới, Quang Hải sẽ có dịp đối đầu với một cầu thủ gốc Việt khác, đó là tiền đạo Geoffrey Durban, có bà là người Việt Nam. Cơ hội ra sân của Quang Hải tại Pau FC đang gặp báo động đỏ khi mà anh đã phải ngồi dự bị tới 4 trận liên tiếp. Trong đó trận hòa gần nhất 2 đều với Saint-Étienne, thậm chí còn không được ra sân phút nào. Nhà báo của Pháp Laurent Venasse lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về tương lai của Quang Hải tại Pau FC. Dẫu vậy, những diễn biến mới nhất tại Pau FC có thể sống dậy khả năng đá chính của Quang Hải. Theo đó, đội chủ sân Nottingham vừa nhận tin dữ về nhân sự khi mà trung vệ bật đặc dĩ Xavier Quaresi sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với Lavan vì do án treo giò và nhận đủ thẻ phạt. Cụ thể, theo thông báo của ban tổ chức Ligue 2, Xavier Quaresi đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa, qua đó sẽ phải vắng mặt ở trận đấu kế tiếp của Pau FC. Đây là tổn thất cực nặng đối với đội bóng của Quang Hải, bởi Xavier Quaresi là người khả dĩ nhất có thể chơi ở vị trí trung vệ, sau khi đội trưởng Anthony Battisi dính chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sở trường của Xavier Quaresi là tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên khi đội trưởng Anthony Battisi vắng mặt, cầu thủ 32 tuổi này phải lùi xuống đá trung tâm hàng phòng ngự. Những sai lầm gần đây của Quaresi trực tiếp khiến Pau FC đón nhận những kết quả đáng buồn. Với việc Xavier Quaresi bị treo giò, nhiều khả năng huấn luyện viên Didier Thaulot phải kéo về một tiền vệ trung tâm khác để chám vào vị trí trung vệ, có thể là Ceci Di Almeida. Điều này có thể sẽ gia tăng cơ hội thi đấu cho Quang Hải ở một suất trên hàng tiền vệ, khi một người sẽ phải kéo xuống vị trí tiền vệ phòng ngự. Đối thủ cạnh tranh Henry Sevet đang có phong độ cực cao.
Do đó Quang Hải có thể sẽ không đá hộ công mà được xếp giạt cánh hoặc là chơi ở vị trí trung tâm bên cạnh Stevie Belsnat. Cũng không loại trừ khả năng là Quang Hải thậm chí được xếp đá chính trong một toan tính bất ngờ nào đó của huấn luyện viên Pau FC. Chuyên gia bóng đá người Pháp Gregory Letot hiện đang là cây bút thể thao uy tín ở thành phố Pau đã có những đánh giá khách quan về thực trạng của Pau FC lẫn Quang Hải. Pau FC đang đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng League 2. Đội bóng của Quang Hải chỉ có được 4 điểm sau 4 trận hòa. So với hai mùa giải trước, Pau FC đang thể hiện phong độ thất vọng hơn. Hiện mục tiêu khả quan nhất đối với huấn luyện viên Didier Thollot và các học trò là cuộc chiến trụ hạng. Bởi từ mùa bóng năm nay, League 2 có sự thay đổi khi có tận 4 đội phải xuống hạng. Chứng kiến màn trình diễn của Pau FC từ đầu giải, chuyên gia người Pháp Gregory Letot, một nhà báo thể thao của tờ La République des Sprints đã chia sẻ với chúng tôi. Pau FC phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể ổn định hơn. Đội cần xây dựng lại lối chơi mới sau những trận thua vừa qua. Sự ra đi của nhân tố chính như là Robin, Lopri, Aman, Asifoa, Boto, v.v. là nguyên nhân dẫn đến Pau FC sa sút. Thêm nữa, chấn thương của đội trưởng Patissi là càng khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng những tín hiệu tích cực bắt đầu đến qua hai trận với Kane và Saint-Etienne. Đấy đều là những màn trình diễn rất thú vị. Nó cho thấy mọi thứ đang cải thiện với Pau FC. Tôi cho rằng vấn đề của Pau FC lúc đầu là nằm ở hàng công. Nhưng bây giờ thì sự xuất hiện của Papeba và Yatara giúp ông Thollot có thể yên tâm hơn. Đội chỉ cần thêm thời gian để xây dựng mối liên kết giữa các cầu thủ. Nhà báo này thừa nhận Pau FC không thuộc nhóm đội bóng có danh tiếng ở Pháp. Suốt hai mùa bóng đã qua, nhờ tài năng của huấn luyện viên Didier Thollot, Pau FC mới giữ được vị trí chơi bóng ở League 2. Tuy nhiên hạn chế về ngân sách khiến đội không thể giữ chân những trụ cột của mình. Gregory Letot cho rằng, về lâu về dài, ông Thollot vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn với đội bóng và sẽ giúp Pau FC vượt qua những khó khăn. Tôi chắc chắn ông ấy là người phù hợp nhất vào lúc này. Thollot hiểu rõ những gì đang diễn ra cả trên sân cỏ lẫn các vấn đề trong phòng thay đồ. Tôi và các cổ động viên luôn đặt niềm tin vào ông ấy sẽ giúp Pau FC trở lại phong độ ổn định, vượt qua thời điểm đen tối như hiện tại. Gregory Letot chia sẻ. Một trong những vấn đề mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm đó là thời gian ra sân thi đấu của Quang Hải đang ngày càng ít đi. Ở 6 trận đầu tiên, tiền vệ người Hà Nội luôn được góp mặt trong đội hình chính lẫn vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên đến trận đấu mới nhất gặp Saint-Etienne, Quang Hải không được lựa chọn. Nhà báo Gregory Letot không cảm thấy bất ngờ về điều này. Ông lý giải, rất khó để đánh giá một cầu thủ đến từ Việt Nam khi cậu ta mới thể hiện trong vòng 2 tháng. Quang Hải là người thay thế, tức là Pau FC kỳ vọng đem cậu ấy về để thế chỗ cho Victor Lopri. Tuy nhiên thì cậu ấy cũng cần thêm thời gian để có thể thi đấu tốt hơn tại League 2. Tôi cho rằng Quang Hải rất dũng cảm khi gia nhập Pau FC. Cậu ấy có đủ tố chất để chơi bóng ở League 2 lâu dài. Hải là cầu thủ có năng khiếu, kỹ năng chơi bóng cũng rất ấn tượng, nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng về mặt thể chất. Đó là điểm hạn chế khiến Quang Hải chưa được tin dùng thường xuyên. Mặc dù tiền vệ người Hà Nội đang đối mặt với khó khăn tại Pau FC, nhưng ký giả tờ La Rep vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của Quang Hải. Tôi nghĩ là cậu ấy đang thực sự tiến bộ và có thể làm tốt hơn nữa. Lời khuyên của tôi là hãy học thêm ngôn ngữ. Ở đây là tiếng Pháp. Nó sẽ giúp cậu ấy cảm thấy hòa nhập nhanh và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì hãy làm việc thật nhiều để thực sự mạnh mẽ. Gregory Letot kết lại. Ở vòng 8, Pau FC sẽ làm khách trên sân của Stade Lavan lúc 0 giờ ngày 11 tháng 9 giờ Việt Nam. Hy vọng là Quang Hải sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Thollot trao cơ hội để ghi điểm trước khi trở về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.